Hello, Câu Bộ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em. Hôm nay em về được vài bộ vàng mini, giá rất là mềm mại, phù hợp cho chúng ta để phòng ngủ, phòng khách, trang hoàng và giải trí. Xin giới thiệu đến anh em và quý vị bộ đầu tiên, bộ Kenwood. Đây là bộ Kenwood có 3 tính năng chính. Thứ nhất là chạy CD, MD và băng cassette. Thì có cổng thiết bị ngoại vi, đó là qua cổng AUX. Thì em cũng chưa có băng cassette, cũng giống như là đĩa MD nào nó hay hay để thử. Thì em chủ yếu em test một số tính năng để chúng ta cảm nhận được là tình trạng hoạt động của bộ dàn. Về hình thức thì bộ này vẫn còn đẹp nha anh em. Hình thức vẫn còn đẹp, không bể nở, tất nhiên là nó có xước xát nhẹ nhẹ nhưng không đáng kể. Đó, ví dụ nha, em bây giờ em ví dụ xác thực xác cho quý vị thấy. Đây, quý vị thấy ha. Đó, quý vị thấy nó có một cái vết nhẹ như thế này ha, vết nhỏ xíu như thế này thôi. Không ảnh hưởng nha. Mọi chức năng là quý vị thấy là nó đang hát CD. Đó, nó đang hát CD rất là tốt. Rồi. Và cái phần hát CD này nó cũng rất là hay. Tại sao nó hay? Là những cái đĩa mà trong cái đĩa đó mà bài hát có tên thì nó hiện cái tên bài hát ra đây luôn. Đó. Thì ở đây là cái đĩa CD này là đĩa hòa tấu thì nó không có hiện bài hát. Đó, thì bây giờ em mời quý vị đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh cũng như sự hoạt động hoàn hảo của bộ dàn MIDI Kenwood. Cái bộ dàn này để em coi. Em cũng chưa thấy cái màu đen. Cái màu đen chắc nó nằm đằng sau rồi. Bộ này Kenwood đi ha. Em cứ ngắn gọn là Kenwood đi. Tại vì em cũng không biết cái màu đen, cái màu đen nó nằm đằng sau. Rồi. Bộ thứ nhất, bộ Kenwood. Em có hai bộ Kenwood nha. Bộ này lớn, còn bộ kia thì nhỏ ha. Bộ kia thì cái cơ là cơ nuốt đĩa kiểu xe hơi. Còn cái bộ này thì là nó mở cửa ở trên. Đây, bây giờ em stop nè. Đó, quý vị thấy stop ha. Và điều đặc biệt cái con này á, là cái này. Đây, em tắt nguồn nha. Đó. Khi tắt nguồn thì cái màn hình này nó quay vô trong. Đó, quý vị thấy ha. Và khi mở nguồn, nó mở ngược ra. Đó, quý vị thấy độc đáo không? Tuy là nhỏ nhỏ nhưng mà rất là hay. Và nếu như chúng ta có đĩa CD mà chúng ta bấm play thôi là nó hát ha. Đó. Và trước khi cho volume lớn lên thì em sẽ nói sơ một số công năng. Cái thứ hai nữa là chúng ta đang cho đĩa CD chạy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đóng cái cửa lại. Đó. Đóng cái cửa lại. Nhìn vô như thể là cái máy nó không có chạy nhưng thực chất là máy nó đang chạy. Vì ở đây nó có cái đèn CD màu đỏ nè. Đó, quý vị thấy ha. Và đây có cái đèn xanh xanh nè. Đó, quý vị thấy ha. Cái đèn xanh xanh đó là đèn nguồn. Rồi, bây giờ chúng ta thường thường mở để cho cái cửa này có cái đèn cho nó đẹp. Đó. Bây giờ em cho volume lên nha. Mời quý vị đeo tai nghe. Em thử đĩa nhạc hòa tấu thôi. Sau đó em sẽ dùng tín hiệu qua cổng AUX là có lời nha. Mời quý vị. Có chỉnh low ness nha anh em. Sau nè. Sau mod off nè. Ép sao bass nè. Đó. Một cái nữa là low ness nè. Đó, low ness nè. Đó. Nó có 3 tính năng nha anh em. Chỉnh âm thanh 3 chế độ. Mời quý vị. Thank you.
chúng ta thử CD xong rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới phần MD. Anh em coi có cái đĩa không đã. À, có cái đĩa rồi. Giờ chúng ta thử một tí thôi ha. Đĩa này nó cũng tào lao lắm. Không biết nó nhạc gì nữa. Để lượm được đâu cái đĩa bỏ vô thử thôi. Rồi mời anh em nha, đĩa MD. Mở đi nha anh em. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta tương hội vui. Trên sông dài thuyền hoa xăng, bao cô nàng mình cưới xinh. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng. Qua bài thử cái coi. Qua ngon luôn nghe. Qua bài ngon luôn. Thử cái nữa coi. Đó. Ngon luôn. Rồi, bây giờ thử AUX nha anh em. AUX. AUX là tín hiệu ngoại vi bên ngoài. Em cho cái điều cái đầu CD bên ngoài vô. Mời quý vị. CD, MD, cổng AUX hoạt động tốt. Còn băng cassette thì em không có, cho nên em không thử ha. Coi như phần cassette là chúng ta bỏ đi, thì chẳng có ai mà nghe cassette hết. Cho nên là em chỉ test tới cái phần CD, MD, cổng AUX là anh em có thể đủ chơi rồi ha. Và giá của cái bộ này rất là rẻ, rất là mềm mại mà lại rất là đẹp, rất là vừa túi tiền để chúng ta chơi ha. Chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh em. 1,5 triệu. Đó, chưa bao gồm phí ship, chỉ 1,5 triệu cái bộ này nha anh em. Rồi bây giờ em kết thúc cái bộ này, em sẽ mang bộ khác lên giới thiệu đến quý vị. Quý vị chờ em trong giây lát. Bộ này đây, em cho quý vị coi luôn cái mặt loa ha. Đó. Đây, bát màu xanh, thùng màu xanh, lưới lốc rồi còn ngon nha anh em. Đó, giá rất là hợp lý cho anh em chơi. 1,5 triệu. Đó. Giá rất công khai, anh em khỏi lăng tăng ha. Bộ vàng này là CD, MD, AUX, hát tốt. Có là luôn radio nha anh em. Radio, anh em chịu khó về cắm vô dò thôi. Vì cái này là chúng ta hát ba chức năng là cũng thấy ok rồi. Còn radio chắc anh em muốn tìm hiểu thêm thì anh em nghịch nha. Để thử luôn cái coi, tuner nè. Đó. Đó, xì xì ha, có đài nha, xì xì là có đài nha anh em. Xì xì là có đài, thử coi. Ồ, 97.5 nè. Ồ, tới 108 nha anh em. Đài Mỹ bắt được luôn nha. Có nghĩa là đài Việt Nam mình 108 nè. FM 108 full tần số nha anh em. Đó, rất là hay luôn. Anh em cắm cái anten đằng sau vô là quất có đài nha. Em nghe có tiếng xì xào đó. Rồi, anh em về cắm anten vô là giọt chắc chắn có đài. Vì ăn đài tới 108 lận. Rồi, cái này kết thúc ở đây nè. Để lấy đĩa ra đã. Không có cái thử. Đó, anh em nha. Cái này là ngon lành ha. Bộ này là CD, MD, AUX, rồi radio, full tần số. Giá chỉ có 1,5 triệu. À, rất là tốt cho anh em nha. Anh em hãy liên hệ trực tiếp với Cao Bằng Nguyễn qua số điện thoại 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em chờ em trong giây lát để em giới thiệu bộ Kenwood thứ hai nha. Rồi, thưa quý vị, và đây là bộ Kenwood thứ hai. Bộ này siêu mini nha anh em. Bộ này siêu mini. Bộ này rất là đẹp, nhỏ gọn ha. Giá cũng siêu bình dân luôn. Đó. Giá là siêu bình dân. Đó. Coi như là bộ này rất là siêu rẻ. Rồi, bây giờ tình trạng như thế này nha.
bộ dàn này vô điện hát tốt, MD, CD thì thấy lúc hát lúc không. Đây, CD vẫn cho vô bình thường nha, cho vô bình thường. Đó. Chọn CD. Đó, chọn CD để cho nó đọc. Nhưng mà lúc nó đọc lúc nó không, em cũng không biết là chập chờn cái gì đó. Thôi, tại vì cái bộ dàn này rất là rẻ tiền cho nên là em sẽ có cái giá rất tốt nha, giá tốt cho anh em. Rồi, đây ha, CD là hồi nãy là nó hát nhưng mà giờ không hát, không hiểu lý do gì. Còn anh em muốn hát CD thì thợ sửa ha. Rồi, tí nữa em sẽ bớt cái khoản tiền này cho quý vị ha. Rồi, đây, em lấy cái đĩa CD ra. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta test MD nè, MD. Mời quý vị đeo tai nghe nha. Qua bài tốt luôn nha anh em, mở đi đọc tốt nha, qua bài đó rất nhanh. Rồi rồi bây giờ chúng ta tới test AUX AUX mod AUX đâu. À đây có chỉnh âm thanh nha anh em. Đó, sound mod off nè, sound extra bass on nè. Đó, có extra bass và tắt mở extra bass. Rồi để em mà kiếm cái nút AUX. Đây. À con này có đài nha anh em. Đài 90 nha, con này đài chỉ 90 thôi. Rồi, AUX đâu? Đây nha anh em, nó tích hợp vô một cái nút radio luôn. Em cho chạy AUX. Rồi, có AUX nha anh em. Đó. Chạy AUX tốt, MD tốt. Chỉ ngoại trừ cái CD này là nó chập chờn. Đó. Rồi, báo giá cho anh em luôn nha. Cái bộ này thay vì nó là 850 thì em sẽ có cái giá tốt cho anh em luôn, chỉ 700 thôi nha. Bộ này chỉ 700. MD hát tốt, AUX hát tốt, radio tần số 90. Đó, bộ này 700 nha anh em. Thay vì nó hoàn thiện hết thì 850 thôi, lấy 700. Anh em nhanh lẹ gọi cho em nha. Rồi, em xin tạm dừng cái clip này ở đây. Giới thiệu hai bộ Kenwood, một bộ 1,5 triệu và một bộ này 700. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Cao Bằng Nguyễn Audio qua số điện thoại 090 782 7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nhiệt huyết, đam mê, thích rồi thì đừng comment hỏi em nha. Tại vì nhiều khi em cũng xin lỗi đến quý vị và anh em là nhiều khi em cũng sơ suất là không có để ý hết những cái comment. Nhiều khi nó trôi qua rồi bao lâu nó mới hiện lên. Thành ra là em sẽ... không để ý được cái comment đó. Anh em cho em xin 1.000 gọi trực tiếp cho em hoặc là Zalo của em, có số điện thoại em có Zalo, có đăng bài, có địa chỉ. Quan trọng nhất của một người bán hàng online đó là gì? Không phải họ bán món gì mà họ bán ở đâu, bán ở địa chỉ nào và dùng người trợ giúp người thân đến kiểm tra có hay không mới là quan trọng. Vì tất cả những bài đăng của em ở trong Zalo, bài nào
trừ những cái bài không liên quan tới bán hàng thì sẽ không có địa chỉ. Còn những cái bài nào mà em bán hàng đều có địa chỉ, chỉ một địa chỉ duy nhất nha anh em. 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại của em có Zalo 0907827899. Anh em đam mê hai bộ kênh good này, anh em liên hệ trực tiếp với Cao Bờ Nguyễn để chúng ta có những cái giao dịch nhanh chóng trong cái thời điểm nhạy cảm này. Và em cũng sẽ ship hàng thật nhanh chóng đến quý vị để quý vị có thể ở nhà thưởng thức, nghỉ ngơi trong những ngày chúng ta chống dịch Covid này. Cảm ơn tất cả anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày đại dịch Covid. Cảm ơn tất cả anh em. Thank you, bye bye.